Cậu về đi. Sau này anh chỉ sáng tác nhạc cho một mình em thôi. Thế lỡ đâu em chết đi thì sao? Tùy khinh chị, cho cái gì em cũng nói được vậy. Thế nếu như cổ họng của em bị hỏng mất, không thể hát được bài hát của anh nữa, thì phải làm sao đây? Vậy thì anh sẽ không viết nhạc nữa. Tại sao? Cảnh khỏa thân là để càng phù hợp với ý cảnh của bài hát hơn, để không chụp lộ quá đâu, mà là theo hướng duy mỹ. Đạo diễn, mau chính. Bài hát này chỉ có ý cảnh gì chứ? Liễu My, cậu thấy chỗ nào không ổn hả? Ông nói xem, bất kể là bài hát hay là đạo diễn, có chỗ nào xứng với cảnh khỏa thân của tôi à? Rồi quản lý Liễu My, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Ngài đạo diễn, nghỉ ngơi chút đi nha. Chẳng qua là muốn tạo một chút chưa cờ để gây chú ý thôi, cần gì phải tức giận như vậy. Ông ta cần chưa cờ gây chú ý, tôi nói không cần. Vậy chỉ khỏa bản thân thôi là được rồi chứ gì. Khỏa cái gì mà khỏa, tôi không khỏa. Khỏa cái gì mà khỏa, tôi không khỏa. Thiên Dương nổi tiếng nào đó. Bình tĩnh chút nè. Đây tôi nghĩ cách. Cái quái gì đây? Cũng chơi qua anh B rồi. Dù sao cũng chỉ là tạo hình bán phá thân mà thôi. Nghĩ mình còn là thánh nữ trong trắng hay gì? Tùy tiện. Dương phía trên là hà khẩu vị nặng rồi. Trời. Chủ thất nằm dưới gầm giường nhà người ta hả? Tung tin đồn nhảm nhí, có chịu trách nhiệm trước pháp lý đó, mong anh biết điều này.
Không có lửa làm sao có khói. Đạo diễn Mạo dám nói như vậy chắc chắn là có manh mối rồi. Chỉ nghe người ta nhận xét rằng đời sống đời tư của anh ta không tốt, thật không ngờ. Là do mọi người đoán nhé, tôi còn chưa nói là ai đâu. Chuyện này cậu khoan đáp trả lại, để tôi giải quyết. Được. Hiện tại hấp tôi biết bảo quá khứ chơi NBA, chưa tiết lộ giờ của Thủy Thiên Dương. Sao bây giờ cậu ấy lại sa đọa thành như vậy? Cậu ấy sa đọa hay phi thăng thì cũng không liên quan gì đến cậu, cũng chỉ là liên quan đến tôi. Điểm nóng theo thời gian thực mỗi phút làm mới được một lần. Công ty Hoàng Nghệ, văn kiện của luật sư. Tâm giống như phủng bùng nổ, mau chính như cùng thích chủ các ca sĩ bán khỏa thân, nữ ca sĩ cũng không tha. Không biết có bao nhiêu nghệ sĩ hạng 2 và hạng 3 bị ông ta lập kế giấy bẩn rồi. Lần này giờ bị tỳ kinh trì, không nhiều lời mà cự tuyệt, liền phản quá quá giận, vốn nghĩ không có bằng chứng mà còn dám bịa đặt. Nhận lỗi đi, mau chính đi xin lỗi tỳ khanh trì đi. Chuyện anh Bi là tôi nói không có căn cứ. Vậy đây, tôi muốn một tiếng xin lỗi với nghệ sĩ đã bị tôi xúc phạm. À, nhân lỗi ở chỗ nào vậy? Rõ ràng là nói bóng nói gió mà. Tỳ Khanh Kỳ, lời xin lỗi này không chấp nhận. Nổ cho 24 giờ, tôi mà không thấy bài xin lỗi 2.000 chữ trên Weibo thì hẹn gặp nhau ở tòa án. Giải cứu thứ hai, câu chuyện nghệ sĩ, tiểu cảm ơn chưa? Trung Nhị Thiên Dương. Sao rồi? Sao rồi? Cái gì? Thiết gì cái? Hôm qua cậu sắp xếp cho bọn họ nhiều hoạt động như thế, chắc làm cho mau chín già lúc ghê, bận tối mắt tối mũi rồi. Làm người hướng dẫn có mệt không? Cũng ổn, sao lúc trước cậu không nhận lời mời? Tôi có chút ám ảnh. Cậu nói gì nữa cơ? Không có gì, tôi sợ đắc tội người ta. Ngay người ra, nó là làm gì vậy? Cậu mà cũng đỡ đắc tội người ta ha. Nhưng mà cũng đúng, các thí sinh đều rất ưu tú, chọn ai bỏ ai cũng rất khó khăn, chứ cả lúc chọn học viên lại càng rối hơn nữa. Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ xong. Có học viên nào tâm đắc không? Có chứ. Trung Đào. Có học viên nào tâm đắc không?
Có chứ, Trung Đạo chính là nam sinh lớn lên giống cậu đấy. Tôi thật sự rất thích cậu nhóc đó. Nếu như cậu ấy đồng ý về tổ của tôi sẽ đem toàn sức giúp cậu ấy trở thành quán quân. Tôi cảm thấy cậu ấy chưa đủ tốt. Tố chất tâm lý chưa tốt. Cô có thể chỉ bảo cậu ấy hát, nhưng cô không thể giúp được cho cậu ấy về mặt tâm lý. Hơn nữa lần này, cậu ta vượt qua vòng loại là vì bài hát đó viết rất tốt. Kỹ năng ca hát và biểu diễn cũng chỉ có vậy. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Muốn chọn như thế nào vẫn là tự bản thân cô quyết định. Thanh Long Cường, đại ca của Địa Cầu, kỳ này qua sông rồi ha. Người hướng dẫn đầu tiên Trung Đảo không muốn chọn là An Khiết. Theo An Khiết cũng rất tốt. Tốt cái gì chứ, An Khiết không có chọn cậu đấy. Hát không phải An Khiết rất gợi ý cậu xe ta sao? Tên nhóc đó cũng không nói nhiều. Chỉ nói là An Khiết cùng bạn bè thương lượng cảm thấy nhóc đó không ổn. Cuối cùng là đường đổ nhận cậu ta cùng bạn thương lượng. Khanh Trì không phải là cậu đấy chứ. Hiện tại như thế này cũng tốt, không cần phải đạt quán quân mới có tương lai, chỉ cần lọt vào top 4 là được rồi. Cậu nói xem, người bạn đó sẽ không phải là Tỳ Khinh Kỳ chứ, dẫu sao thì bọn họ cũng cùng chung một công ty. Nghĩ nhiều rồi, không ai muốn hại Trung Đảo đâu. Nếu có thì chỉ người hướng dẫn tán thưởng cậu ấy và người thật lòng muốn giúp cậu ấy mới có thể hại cậu ấy mà thôi. Xin lỗi Trung Đạo, chị thật sự rất thích em, nhưng độ chị giờ không còn đủ chỗ nữa. Nếu như chị chọn em, thì chị phải loại bỏ một học viên trong đội chị ra. Nhìn thấy khoảnh khắc lộ ngược dòng sức sắc đó của em, giống vậy chị có xúc động, muốn làm như vậy. Điều gì đó mà chị đã tìm một người bạn cùng để cùng thương lượng. Ăn khiết cô cứ nhiên dám bán đứng thôi. Khinh Kỳ ơi, là Tỳ Khinh Kỳ mà chuột dạ rồi sao? Xong rồi.
từ tiên sinh. Tiếp theo, mời anh trả lời vài câu phỏng vấn đơn giản. Đường đổ ngã, bị thương, lúc đang tâm. Tối hôm qua đã tuyên bố rút khỏi thanh năm cường đại của địa cầu. Anh có suy nghĩ như thế nào đối với vị trí người hướng dẫn bị bỏ trống này? Không có, tôi còn không biết có chuyện này. Nghe nói tổ chương trình đã gửi mời cho anh. Anh có suy nghĩ sẽ tham gia không? Không biết bây giờ tôi chưa thể trả lời vấn đề này. Đây đã là câu hỏi cuối cùng rồi. Cảm ơn Tỳ Thiên Dương đã tiếp nhận phỏng vấn. Âm thanh cường đại của địa cầu có đến tìm tôi à? Nếu như cậu không muốn đi thì thôi, đưa hợp đồng để tôi xem thử. Từ khinh trời, khiêu đoạn thoại minh tinh. Số 1, chủ đề cực hot, từ chính trị tham gia, thanh năm cường đại của địa cầu không? Thanh năm cường đại của địa cầu, đổ người hướng dẫn, sao không tìm Lotus? Lotus thì tính là gì? Có thể so với Tỳ Khinh Kỳ à? Bổ sung kiến thức cho lầu chân một chút. Bluetooth là bản nhạc rock mấy năm trước xài Long Cách còn được đề cử làm giám khảo cho đấu trường âm thanh siêu cấp nữa đó. Chứng luôn, chẳng qua là lâu rồi Bluetooth không còn tham gia mấy kiểu chương trình tuyển chọn như này nữa, chắc là không có hứng thú. Người hướng dẫn đường đổ chỉ vì bị thương nên rút khỏi chương trình, Thiên Dương Tỳ Khinh Kỳ sẽ tham gia thay thế. Quả nhiên lại bị chặn số rồi. Có chuyện gì? Là cậu ảo ăn khiết từ chối chung đảo sao? Anh đang nói gì vậy? Anh nghe, em nghe không hiểu. Hiện tại em bận này, để còn có thời gian. Bận chơi anh đi hay gì?
Em chơi anh Vi, anh chơi thế thân. Chúng ta như nhau cả thôi. Lời cậu nói bóng gió bên tai có An Khiết chứ gì? Tôi hiểu cậu quá mà. Anh. Quá thác. Anh tự xem lại lương tâm của mình xem. Anh thật sự hiểu em sao? Vậy cậu cũng tự hỏi lương tâm mình xem. Tôi còn không hiểu cậu sao? Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Không tiện. Bây giờ không tiện thì ngày mai cũng được. Ngày mai không tiện thì ngày kia. Hô thác sao lại chảy máu mũi rồi? Không sao. Anh đang nói gì thế? Không có gì, đang nói chuyện với người khác. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện thời gian, địa điểm tùy cậu chọn. Xin lỗi, bây giờ em không tiện, ngày mai cũng không tiện, không có ngày nào tiện hết. Người ta cúp máy rồi. Đêm hôm rồi, còn cùng tiểu tình nhân nào gọi điện thoại? Hello. Nửa tiếng sau nhà em, nhà cậu ở đâu? Nhà của cậu lúc trước tất nhiên là ở, tôi biết rồi. Nhưng còn nhà của Đại Minh Tinh thì Khinh Trì, làm sao mà tôi biết được đây? Tôi ra ngoài một lát sẽ về muộn. À gì? Con gái à, tính khí quái đản thế. Đừng mắng chị em của mình như vậy nữa. Không hổ là thiên dương, một chút riêng tư cũng không có. Quận Lâm Điền, cảm ơn. Tôi đến trước cổng quận Lâm Điền rồi, mà bảo vệ không cho vào. Quận Lâm Điền. Phó thác, anh bị ngốc hả? Em không sống ở đó. Là nhà ở quận Lâm Điền là mua cho thành viên của ban nhạc hả? Không phải, cậu bảo tôi tự tìm sao? Tôi dựa vào tin tức của cậu Tử mà tìm đó. Anh nói thật, em cũng không biết có phải anh có ý đùa với em không nè. Tình huống như này rốt cuộc là ai đang đùa ai ha?
chia sẻ về cái biệt thự Phú Sơn. Tới rồi. Vào trong đi. Anh đứng đó không thấy lạnh nè. Không cần đâu, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Đi thẳng về vấn đề như thế nào? Sau này mong cậu đừng nhắm vào Trung đảo nữa. Anh đối với người thế thân này cũng có vẻ rất để tâm vậy. Hai người quen nhau lâu rồi mà. Bây giờ tôi đang rất nghiêm túc nói chuyện với cậu. Em cũng rất nghiêm túc hỏi anh. Cậu ấy chỉ là một tên nhóc có thiên phú ca hát, so với cậu mà nói thì chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Cậu là thiên dương, người người chú ý, còn cậu ấy chỉ là một người mới đến nghệ sĩ tiết 18 còn không bằng. Nếu cậu không cần phải nhắm vào cậu ấy, một người mới đến nghệ sĩ tiết 18 còn không bằng. Nghệ sĩ thứ 18 nào mà ngày ngày đều nằm ở trên tin tức của em. Nghệ sĩ thứ 18 nào mà có được bài hát em cầu còn không được. Cậu muốn bài hát sao? Được, tôi có thể viết cho cậu. Tôi không hy vọng xa qua là cậu sẽ toàn tâm toàn ý đi chỉ bảo học viên của Đường Đỗ. Tôi chỉ mong trong cuộc thi cậu có thể đánh giá một cách khách quan và công bằng cho cậu ấy. Thế nào? Cứ như vậy đi. Tôi về đây. Phó thác, rốt cuộc, anh có ý đến đây là để ghét bỏ em sao? Sao lại thành ghét bỏ cậu rồi? Tuần trước đến tìm anh, chẳng phải chí nguyện anh nói anh sẽ không viết nhạc cho ai nữa sao? Chứ gì cậu ta mà anh xuống nước với em, sao? Anh đang tính toán cái gì hả? Không viết cho cậu thì cậu oán trách tôi, viết cho cậu thì cậu lại không vui, rốt cuộc cậu muốn như thế nào ha? Giờ tôi viết nhạc cho cậu còn phải quỳ xuống xin cậu nhận lấy có phải hay không? Em không có nghĩ như vậy, em chỉ cảm thấy cậu ta không xứng, em chỉ muốn anh tỉnh táo lên một chút. Tôi rất tỉnh táo, người không tỉnh táo chính là cậu. Hút thuốc, say rượu, chơi anh đi, mắc bệnh ngôi sao, còn tốn công tốn sức đi gây khó dễ với người mới. Tùy khinh kỳ, đã qua bao nhiêu năm rồi, cậu không thể trưởng thành lên chút nào ạ. Im miệng.
Thằng chó có câu cũng chẳng dễ dàng gì. Do anh nên mới nói xui xẻo như thế, bởi vì em không phải trút giận lên anh. Vậy cậu tới mà trút giận lên tôi đi này, đừng có ở đó mà giận cá chém thớt. Là anh nói đó. Cậu buông ra. Tại sao? Tôi muốn cho cậu cảm thấy yêu cầu của mình vô lý như thế nào. Tên Trung Đạo nó có gì đặc biệt? Cậu ấy có ước mơ. Coi như tôi xin cậu. Đừng phá vỡ ước mơ của người khác nữa. Giống như khi đó, cậu đã phá vỡ ước mơ của tôi. Không phải từ trước tới giờ em chưa từng muốn phá vỡ giấc mơ của anh. Hơn nữa bây giờ em có thể trả tay phong lại cho anh. Không thể nữa rồi, mọi chuyện đều đã qua. Anh hận em lắm đúng không? Hận không nổi nữa. Chuyện của Trung Bảo không phải là em không thể đồng ý. Cậu có điều kiện gì? Tôi nói rồi, tôi sẽ viết nhạc cho cậu. Ngoài cái này ra, thế còn chưa đủ sao? Sao thế này? Không sao, bệnh cũ thôi. Sao không biết anh có loại bệnh cũ nào? Là do em khiến anh nhảy vào bể bơi nên mới bị như thế sao? Không phải có khăn giấy không? Trên người em thì không có, anh theo em vào phòng thay đồ quần áo đi. Để em xem còn chảy máu không? Thế tôi tự làm.
Anh đến phòng vệ sinh ra rửa mặt đi, em đi lấy quần áo cho anh. Mặt nồ của cậu ấy vẫn vừa dặn như trước. Em đồng ý anh, sẽ không nhầm vào cậu ta nữa. Không cần điều kiện gì cả. Anh thích viết nhạc thì viết, viết cho em thì em trả anh gấp đôi. Anh không viết cho em thì thôi. Tại sao? Tại gì? Em nói ra anh cũng chẳng quan tâm đâu. Bằng không thì anh quay về cẩn thận suy nghĩ đi. Nhưng 16 lấy 8, tháng 5 cường đại của địa cầu sân khấu. Như đám mây cô đơn trôi hững hờ giữa ánh chiều tà. Như tiểu hành tinh đi theo tiếng gọi của vũ trụ rộng lớn, gặp phải khó khăn trắc trở sẽ không quay đầu. Là bởi vì có em. Cảm ơn phần biểu diễn cực kỳ thâm tình của thí sinh Trung Đạo. Xin mời người hướng dẫn tùy kinh trì của cậu ấy đưa ra nhận xét. Cũng được. Không còn đánh giá gì nữa sao? Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Ngưỡng mộ cái gì chứ? Phải là cậu ấy ngưỡng mộ cậu mới đúng chứ. Ngưỡng mộ cậu ấy gì còn trẻ. Ở tuổi cậu ấy, cái gì cũng không cần phải dứt khoát. Được rồi, cảm ơn nhận xét của Tùy Thiên Dương. Vậy tiếp theo. Vẫn nên gọi tôi là thầy Tùy, giống như những người khác đi. Vậy tiếp theo mời thầy Tì hãy kêu gọi bỏ phiếu cho học viên của mình đi nào. Hãy bỏ phiếu cho cậu ấy. Cậu ấy có ước mơ đối với một số người mà nói. Đạt được ước mơ dễ như trở bàn tay đối với một số người mà nói cơ hội chỉ đến có một lần. Thiên Dương sao? Bạn có thể nói mấy lời như này. Đây thiệt là Tùy Huynh Trì hỏi. Tôi không nghe nhầm chứ. Cảm ơn anh, em không hối hận đi tham gia cuộc thi này. Anh có thấy không, phó thác, anh đừng có mà không xem đấy. Lâu rồi không gặp AK. Phải, lâu rồi không gặp. Đây là
Album này tôi từng nghe trên mạng rồi nè. Không tồi đâu, có thể thấy được cậu hát rất nghiêm túc mà làm ra nói nha. Đương nhiên là so với album thứ tư của cậu ấy thì vẫn còn kém xa. Lưu nhạc xong thì cùng tôi cùng đi dạo đi. Tới cây cầu hồi trước bốn đứa mình thường bên ấy. Được. Rạng sáng 3 giờ. Chỉ có cây cầu này là không thay đổi gì. Còn nhớ lúc đó chứ cậu thì tùy khinh trì luôn đi ở phía sau. Mỗi lần tôi cần nói chuyện với hai cậu đều phải quay đầu như thế này. Là do cậu đi nhanh quá đó. Phải không? Nhưng tôi và Đàm Tư nói chuyện với nhau, đâu cần quay đầu lại đâu. Hóa thác. Cái cầu này dài như vậy, chúng ta cùng đi với nhau một lần, tình cảm lại càng sâu thêm một lần.